Bơi. Dạ. Bơi có thích nước ốc không? Dạ. Bơi có thích về Việt Nam không? À. Oh my god. You wanna stay here? Con muốn ở lại đây luôn à? Trời ơi, mê nước ốc rồi hả? Hiện giờ Helen đang ở chỗ 12 tông đồ của Chúa Giêsu, là một cái thắng cảnh nổi tiếng nhất của thành phố Melbourne của nước Úc. Và Helen lần này đi đến đây cùng với đại gia đình, có ba mẹ Helen nè, có ông xã, có em phở và cả ba mẹ của ông xã Helen nữa. Rất là đông. Chúng mình sẽ đi khám phá thành phố Melbourne cũng như là đi Tasmania. Mọi người hãy đón xem những video tiếp theo nữa nha. Chào mọi người, hôm nay gia đình mình lái xe đi Great Ocean Road, là một con đường ven biển rất là đẹp ở Melbourne. Một bên là biển, một bên là núi. Great Ocean Road là con đường ven biển dài 243 km ở phía đông nam của bang Victoria. Đây được coi là một trong những con đường đẹp nhất hành tinh luôn đó mọi người. Nó thu hút 15 triệu du khách trong và ngoài nước tới tham quan và đem lại doanh thu gần 2 tỷ đô mỗi năm cho nước Úc. Đây là một minh chứng cho việc khôn khéo khai thác và bảo tồn những cái tặng vật mà thiên nhiên ưu đãi. Bây giờ là 1 giờ trưa và mình sẽ dừng lại đây tại lên để mà ăn trưa. Helen sáng nay dậy sớm đã chuẩn bị xôi và một số món ăn nhẹ để mọi người ăn picnic, và mình sẽ dừng lại ở bãi cỏ này và ăn trưa nha. Đây, thực đơn picnic của ngày hôm nay. Chúng ta có xôi mặn nè, ăn với lạp xưởng, lạp xưởng nấm và cái gì đây, mỡ hành, có riêu cua, đây là gỏi salad, seafood salad, apple, đây là xôi cúc. Bia. Kiếm được chỗ này rất là hữu tình luôn. Wow, chỗ này đẹp quá mọi người ơi. Đây là Teddy's Lookout. Amazing view. Chạy xe giữa biển xanh, núi biếc, nắng vàng và gió đại dương, quả là một cái cảm giác vô cùng tuyệt vời và khó quên. Con đường cũng đi qua rất là nhiều những cái khu rừng nhiệt đới, những bãi biển cát trắng đặc trưng của Nam Đại Dương và những vách đá có thể là đá vôi hay là đá cát kết mà rất là dễ bị tổn thương bởi sự xói mòn của bờ biển. Những vách đá bị nước biển ăn mòn qua hàng ngàn năm tồn tại trên đại dương, nhưng mà chúng rất là nổi bật với những cái màu nâu soi bóng xuống mặt nước biển màu xanh ngọc, rất là đẹp. Đây là mái vòm London, đặt theo tên của cây cầu nổi tiếng bắc qua sông Thames ở London của Anh. Nó là một khối đá có hai nhịp tạo nên do sự bào mòn của sóng biển. Kỳ quan 12 vị tông đồ là những cái cột đá lớn đứng giữa biển nước mênh mông, được tạo ra bởi cái sự xói mòn của nước biển từ các dãy núi đá vôi ở khu vực này đã có từ hàng chục triệu năm trước. Có một điều rất là thú vị, đó là cái tên 12 vị tông đồ thì mới xuất hiện vào đầu thế kỷ 20 thôi, nhưng mà trước đó thì người ta gọi nó là heo nái và heo con. Thực ra bây giờ thì do sự xói mòn của nước biển cho nên nó chỉ còn lại 8 tảng thôi chứ không đủ 12 đâu nha mọi người. Ở đây rất là đông khách du lịch. Bây giờ là 5 giờ kém mà người ta cũng sắp đóng cửa rồi, nên phải tranh thủ chụp hình và quay phim thiệt là nhiều nha. Thung lũng Zara cách Melbourne khoảng 90 cây số là một cái địa điểm du lịch lý tưởng cho những chuyến đi dã ngoại. Khung cảnh thiên nhiên ở nơi đây hoang sơ và trong lành.
Ở đây cũng có nhà máy sản xuất sô-cô-la là Yarra Valley Chocolatry Ice Creamer, là một điểm đến không thể bỏ qua đối với những người mê sô-cô-la và đặc biệt là những đoàn du lịch có trẻ em. Ở đây có thành chocolate siêu to. Em vẫn đang ăn cơm. À, ăn kem. Just one spoon, you can eat for free. Ăn miễn phí luôn, nhưng mà mỗi người múc muỗng thôi nha, đừng có lấy cái tô xúc nha. Ăn thử thoải mái luôn. Đây là mỗi người một muỗng, nhưng mà spoon có thể dịch là vá. Mỗi người một vá. Mỗi người một vá. Thì ở đây họ có bán hàng ngàn loại sô-cô-la và các loại bánh từ sô-cô-la rất là hảo hạng. Và du khách có thể được nếm thử rất là nhiều loại khác nhau và được theo dõi nghệ nhân chế tạo những cái tác phẩm nghệ thuật làm từ sô-cô-la qua cửa kính. Đây mình có thể thấy xem cách người ta làm chocolate, nó đang chạy qua cái máy ra thành phẩm rồi nè. Ở đây có cả những cái nông trại sản xuất phô mai và mình có thể thử những cái loại phô mai khác nhau cùng với rượu vang. Các hoạt động du lịch ở thung lũng Yarra rất là đa dạng. Một trong những đặc sản tiêu biểu của thung lũng Yarra là rượu. Khí hậu trong lành và mát mẻ ở đây rất là phù hợp để sản xuất ra những chai rượu hảo hạng như là rượu vang Chardonnay, rượu vang đỏ Pinot Noir hay là rượu vang sủi bọt là Sparkling Wine. Tại đây có cả các cái nông trại trồng nho và phục vụ cho việc sản xuất rượu vừa kết hợp với du lịch. Bây giờ mình đang đứng trước nhà máy sản xuất rượu Chardonnay, một cái loại rượu rất là nổi tiếng của Úc, và bây giờ sẽ đi vào khám phá xem có gì trong cái nhà máy sản xuất rượu này nha. Ghé thăm nơi này thì du khách có thể tìm hiểu về quy trình sản xuất rượu, từ cách trồng, cách chăm sóc, thu hoạch và xử lý nho, làm sao để ra được cái mẻ rượu chất lượng nhất. Và ở đây thì khung cảnh nhìn ra thung lũng rất là tuyệt vời và lãng mạn. Wow, nước Úc mùa xuân đẹp quá. Bây giờ nhà mình đang ở Sovereign Hill, là đi đào vàng. Đồi Sovereign là một cái bảo tàng ở ngoài trời, nó tái dựng lại cảnh quan và đời sống của các năm đầu thời tiền vàng. Nó thuộc thị trấn Ballarat, là nơi phong trào đào vàng của bang Victoria khởi phát. Vào năm 1851, người ta tìm thấy vài ounce vàng trong khi đang đãi vàng ở nhánh sông Canadian. Và chỉ trong vài tháng thôi, nhiều ngàn người đã đổ xô đến đây để tìm vàng. Vàng nhiều đến nỗi mà chỉ trong thập niên 1850 thì riêng bang Victoria thôi á, đã sản xuất được một số vàng bằng 1/3 tổng số vàng sản xuất của cả thế giới trong thời kỳ đó. Mọi người có tưởng tượng được không? Ở những bãi vàng của thị trấn á, thì đã sản xuất được khoảng 640.000 ký vàng trước khi bị cạn kiệt vào thập kỷ 1920. Khách du lịch đến đây thì có thể kinh qua việc đãi vàng ở những con lạch, và nếu có vàng thì có quyền giữ cho mình. Cho nên Helen cũng ráng ngồi đãi thử. Shoulder, hurt. By the left, left, face. By the column, quick, mark.
Ở nơi này thì cho du khách có dịp trải qua một thời kỳ vô cùng độc đáo trong lịch sử của nước Úc. Tất cả các nhà cửa và thiết kế của thị trấn đều là của thời kỳ trước. Các nhân viên ở đây thì đều mặc y phục của thời kỳ đó và làm các công việc như là thợ rèn, thợ làm bánh, người bán tạp hóa trong những cái túp lều của những người đai vàng, hay là những căn nhà tranh, hay là những shop như thế này. Họ cũng có bán những cái đồ dùng làm bếp vintage trông rất là yêu nhưng mà khá là đắt, cho nên Helen chủ yếu là đi window shopping thôi. Lần này đến Úc vào mùa hè thì cũng trúng dịp cherry đang vào mùa, cho nên Helen cùng với gia đình đi đến nông trại cherry cho biết. But you all know, it's $12 entry for adults, and that will include all you can eat while you're out there. If you want to pick anything to take home, you can take a bucket. That's just $12 a kilo for what you pick. Okay, and I'll also let you know it is still very early for the cherry season, so cherries are still a little bit smaller, but they're still sweet. Chỗ này thì vé vào cửa là 12 đô Úc cho người lớn. Với vé vào cửa này thì khách tham quan có thể hái cherry ăn thoải mái, bao nhiêu cũng được. Chừng nào no thì về. Còn nếu mà muốn mua mang về thì người ta sẽ phát cho cái xô và sẽ tính là 10 đô một ký. Vẫn rẻ hơn mua ở siêu thị. Cherry ở đây thì được trồng thành từng hàng, lối đi rộng rãi và cây cherry không có quá cao cho nên hái rất là dễ. Người ta khuyên là nên hái những cái trái có màu chín đậm thì mới ngon, và phải hái có cả cuống thì mới để lâu được. Cái này ăn được chưa Huyền? Vâng, cái này nó được mua được không? Oh my god, cái tay con ghê quá vậy. Tôi bà ngoại có cái miệng phở đen xui bà ngoại kìa. Ái da, lưỡi đỏ nhét luôn. Do với vào mùa cho nên cherry nó có màu đỏ tía chứ chưa có đỏ đậm. Oh my god, nhiều quá. Trái như thế này là ăn là vừa nè, không, nó không có đỏ bầm, vừa đỏ tới, vẫn còn cái cuốn lành lặng. Cái hơi chua chua ăn ngon cực kỳ luôn, đã quá. Con đang ngủ trong này luôn hả? Con đang ở đâu? Đi hái cherry. Ô, con đi hái cherry ngon không? Ngon hả? Con thích không? Cherry ngọt không? Ngọt hả? Ở chưa? Dã man. Cherry mà Hà Lan từng hái ở Đức á là nó cao lắm, mình phải leo lên, còn ở đây nó xà xuống cái tận chân luôn, ngồi xuống dưới đất rồi mấy ăn luôn. Mấy trái này thì xanh nè nhưng mà lên hình thì nó đẹp, còn ở ngoài kia là không có, người ta không có phủ cái tấm lưới này á, là mấy trái, mấy cây chín rồi là cái trái nó sẽ màu nó đỏ hơn, còn mấy trái này là nó còn xanh nhưng mà ăn nó cũng vẫn rất là ngọt. Mà thật ra Hà Lan thấy cái trái này nó ăn nó có vị chua mà nó thơm hơn là cái trái cherry mà màu đỏ bầm, nó ngọt quá. Còn cái này là ăn nó vẫn có chua chua mà ngọt, rất là thơm. Ngon không? Ăn đỏ lưỡi luôn. Nếu các bạn đi Úc vào dịp tháng 11, tháng 12 như nhà mình thì nhớ ghé hái cherry thử một lần cho biết nha. Đây là một trải nghiệm thật sự rất là mới lạ và rất là vui. Trẻ con thì chắc chắn là rất là mê cái hoạt động này rồi. Và đối với người lớn được tự tay hái và ăn cherry chín từ trên cây thì cũng là một cái trải nghiệm vô cùng thú vị. Ở đây cộng đồng người Việt Nam rất là đông, cho nên chỉ trong thành phố Melbourne thôi đã có tới 4 đến 5 khu người Việt. Thực phẩm Á Châu và thực phẩm Việt Nam thì rất là nhiều, và có những cái khu chợ mình đi vào thậm chí không cần nói tiếng Anh luôn. Muốn ăn hay là nấu món nào của Việt Nam thì cũng hoàn toàn có thể tìm được nguyên liệu rất là dễ dàng. Bây giờ Helen đang ở khu St. Albans, là một cái khu Việt Nam khác của Úc, và ở đây có rất là nhiều cái quán ăn Việt Nam. Mà thấy cái quán này thì rất là ấn tượng, rất là Việt Nam, là quán của Phố Huế Đông Ba. Bây giờ mình vô ăn thử nha. Thank you.
Ba mẹ của Helen cũng không thích ăn món Tây, cho nên trong chuyến đi này thì cũng không có thử nhiều các cái món ăn Úc. Đa số gia đình Helen là đi chợ về và nấu ăn, rồi buổi trưa thì có thể là sẽ gói đồ đem theo. Thì nó cũng là một cái mẹo để mà giúp tiết kiệm chi phí khi mà mình đi du lịch cả gia đình đông như thế này. Bữa tối đây, lẩu tôm giam, lẩu cá hồ, có xả nè, có cà chua, có chả cá. Chả cá, quá trời loại rau luôn. Có spinach. Rồi đầy đủ cả nhà luôn. Đây là Brian. Đây người đàn ông của năm. Single and available. Đây là Kevin. Ba mẹ của Helen. Đây là Julie. Sáng nay nấu bún riêu. Và đây là xôi mặn đem theo đi đường. Đi. Dẫn đây là một tô hoành tráng chưa ăn sáng trước khi đi. Helen thấy nhà cửa ở Úc thì khá là giống ở Mỹ. Nhà nào cũng rất là rộng, có vườn, có hoa cỏ, có sân, rất là đẹp. Mẹ của Helen rất là mê cho nên là đi đến nhà nào cũng đứng chụp hình hết. Hello. Hello. Cuộc sống của người Việt ở Úc thì Helen thấy khá là thoải mái và đỡ stress hơn là ở Mỹ. Kevin hồi xưa là học ở Úc và ba mẹ thì cũng có rất là nhiều người quen ở Úc, cho nên đến đây gặp rất là nhiều đồng hương và được mời đi ăn thường xuyên. Mọi người có vẻ là thích tự mua về nấu ăn ở nhà hơn là đi ra các hàng quán. Nước Úc là một quốc gia nổi tiếng với các cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp và không gian rộng lớn, cho nên gia đình Helen đã dành nhiều thời gian khám phá những cái vẻ đẹp tự nhiên của nơi này. Ở bang nào, thành phố nào của Úc thì cũng có những cái Nature Reserve, là khu vực tự nhiên, là nơi cư trú của rất là nhiều loại động thực vật. Hôm nay đi lạc vào khu này đã thấy được một bầy kangaroo hoang dã giữa thiên nhiên luôn. Có điều mấy con kangaroo này á, nó là thú hoang cho nên mình chỉ dám đứng từ rất là xa và nhìn tới thôi, chứ không dám lại gần. Mọi người thấy tụi nó nhảy cơ tưng nhìn vui không kìa. Chuyến đi road trip lần này cho Helen cái nhìn rất khác về nước Úc. Thành phố Melbourne tưởng chừng rất là đông đúc và chật chội ở khu trung tâm thì lại hóa ra có rất là nhiều cảnh đẹp thơ mộng ở các vùng ngoại ô. Ngày mai Helen sẽ cùng gia đình bay đi Tasmania để khám phá thêm những cái thiên nhiên hoang dã của đất nước này. Mọi người hãy chờ xem video du lịch Tasmania vào tuần sau nha. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.